đánh giá chung của cử tri và dân Thanh Hóa là chất lượng. Tại sao nó có cái chuyện chất lượng? Thì bắt đầu phải nói là cái chuẩn bị các kỳ họp là thường trực hội đồng, rồi các đại biểu đã tiếp xúc cử tri, không phải theo cái nghĩa chỉ là luật định, mà tiếp xúc để nghe cái bức xúc, cái kiến nghị cử tri. Và tôi cảm nhận thấy rất rõ là những cái ý kiến góp ý của cử tri ấy cơ bản được tổng hợp, và nó trở thành một trong những nội dung được bàn thảo ở cái kỳ họp của Hội đồng Nhân dân trong các kỳ, trong đó có kỳ bài này. Cái thứ hai nữa là cái nội dung, như tôi nói, là do được chuẩn bị kỹ, mà cái này từ cuộc sống, mà cuộc sống ấy là có cái tầm vĩ mô của lãnh đạo tỉnh, của từ tỉnh ủy. Ví dụ những phần quy hoạch lớn về đất đai, quy hoạch lớn về giao thông, quy hoạch lớn về vùng trồng, quy hoạch lớn về xây dựng cái cơ sở hạ tầng, nhà máy, xí nghiệp, có tầm. Tôi xin nói. Thế thì cùng với cuộc sống yêu cầu nữa, cho nên những vấn đề lớn, vấn đề bức xúc cụ thể là được truyền tải, được bàn luận trong cái kỳ họp đồng. Cho nên cái kỳ họp đồng nó thu hút cử tri. Cái điểm thứ hai nói cái điều hành là rõ thôi. Đó mà điều hành của các đồng chí chủ tọa là rõ ràng nội dung. Nội dung được đưa bao nhiêu phải thực hiện cho hết. Trong cái phiên chất vấn và trả lời chất vấn thì các đồng chí thường trực hội đồng, nhất là đồng chí chủ tịch, là định, không chỉ định thời gian để người được chất vấn và người chất vấn cho nó đảm bảo.